anything. Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh của mình. Và vừa rồi là một pha highlight đến từ trận đấu của ngày hôm nay. Và chúng ta lại gặp nhau với bộ trang phục quỷ diệm Hayate các bạn ơi. Đáng có một sự va chạm nhỏ giữa bốn thành viên đường rồng ha các bạn nha. Vegas là kẻ đầu tiên bị bắt lại, cô ta bị Sigma quái, máu của ta không còn nhiều nữa. Cô ta dùng cho mình cái quay và bộc phá lấy đi cái mạng của Rap, không còn đường chạy cho Vegas. Liliana cũng xuất hiện, hai cái tóc biến của Violet và Liliana cực kỳ là hoang phí. Đằng này thì Willen cũng xuất hiện, rừng của chúng ta đã vét đi hai mạng cực kỳ là thơm tho và tuyệt vời ha. Pha giao tranh vừa rồi thì chúng ta thấy là chúng ta đổi đi một mạng của Vegas, đổi lại là đối phương mất ba mạng, cực kỳ là tuyệt vời các bạn nha. Chúng ta sẽ nhanh chóng farm cái đoạn quái này và chúng ta sẽ về nha. Thấy bản đồ trên ngộ không, ngộ không tử trận rồi, ở lại chơi tiếp thôi các bạn ơi. Khi mà các bạn đánh những cái vị tướng có những cái vai trò chủ lực giống như kiểu là xạ thủ hoặc là pháp sư nè, thì các bạn nhớ là luôn luôn để ý cái mini map xem là sát thủ của team bạn đi đâu. Và tránh trường hợp nếu các bạn không thấy sát thủ team bạn mà các bạn đi đơn lẻ một mình thì rất có thể là các bạn sẽ bị bắt lẻ. Và nếu mà các bạn bị bắt lẻ thường xuyên sát thủ team bạn xanh thì với giai đoạn giữa và cuối game các bạn rất là khó để chơi game các bạn ha. Nên tránh lưu ý điều đó. Nếu mà không thấy bóng dáng của sát thủ team bạn thì các bạn tốt nhất là nên đừng hạn chế xuất hiện đơn lẻ một mình các bạn nha. Ok, và sát thủ của team bạn trong ván đấu này chúng ta có thể thấy là hai vị tướng ha, Zeal và Ngộ Không, một trong những vị tướng có thể khả năng sốc sát thương cực kỳ kinh khủng luôn. Và trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp hết tất cả những cách lên trang bị, những cái phong cách lên trang bị của Hayate để các bạn có thể khắc chế tốt những cái vị tướng mà các bạn sợ như là sát thủ hoặc là xạ thủ vân 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 hoặc là đấu sĩ các bạn nha. Ok, và nên nhớ là đây là ý kiến chủ quan của mình. Các bạn nào mà có ý kiến khác hoặc hãy để lại bên dưới bình luận nha. Mình sẽ tổng hợp tất cả những ý kiến của các bạn và cùng nhau thảo luận để thêm phát triển các bạn nha. Ok, và cùng bắt đầu ngay thôi nha. Và trước khi nói về cái phong cách lên trang bị á, thì mình xin nói về cái cách đánh cũng như là cái bộ combo chiêu thức của Hayate cho các bạn nghĩ xem hiểu rõ là các bạn nên lên đồ như thế nào cho nó hợp lý ha. Việc đầu tiên là các bạn cần phải tối đa hóa lượng tốc độ đánh của Hayate để cường hóa tất cả mọi chiêu thức của Hayate ha. Chính xác là các bạn phải có, làm thế nào đó các bạn phải có được 150% tốc đánh của Hayate. Thì lúc này cái bộ chiêu thức của các bạn nó sẽ được cường hóa một cách tối đa các bạn ha. Và để lên được 150% tốc đánh thì ở trong cái bản ngọc đó các bạn đã có khoảng tầm hơn 30% tốc đánh rồi. Nó cực kỳ là easy nếu các bạn trang bị bản ngọc tốc đánh cho Hayate ha. Kèm theo đó là các bạn phải lên cho mình 3 món trang bị tốc đánh nha. Nên nhớ là 3 món trang bị tốc đánh thì lúc này các bạn mới có được 150% tốc độ đánh. Lúc này thì cái bộ chiêu thức của các bạn nó mới được cường hóa tối đa các bạn ha. À, còn một vấn đề nữa. Cái vấn đề mà cái nhiều bạn thắc mắc là Hayate có lên vuốt được không? Nếu lên vuốt được thì chỉ cần 2 món trang bị để đã lên full được tốc đánh cho Hayate rồi. Thì mình cũng xin nói như thế này, thực tế là Hayate vẫn có thể lên vuốt được hoàn toàn bình thường các bạn à. Nhưng mà nếu các bạn lên vuốt thì các bạn phải tích điểm nội tại. Mà các bạn phi tiêu á, thì chỉ tính được một nửa cái nội tại của cái vuốt thôi. Tức có nghĩa là một phi tiêu của bạn 5 chủ phi tiêu thì chỉ tính được khoảng tầm 2 cái thôi các bạn. Tức là chỉ tích được 2 điểm của vuốt nội tại thôi. Mà đòi hỏi các bạn phải đánh thường. Mà nếu Hayate các bạn đánh thường đối phương được 5 cái thì xin thưa là đối phương đã dồn nguyên bộ combo vào đầu của bạn rồi. Cho nên là để lên được vuốt các bạn đòi hỏi các bạn phải tích nội tại mới có được 150% tốc độ đánh nha. Và với Hayate thì mình không đánh theo phong cách là đánh thường 5 cái rồi mới sử dụng chiêu các bạn nha. Vì mọi chiêu thức của Hayate đều là chớp nhón hết. Chính vì đó mà mình nghĩ là cái vuốt nó không tối đa hóa được cái sát thương của Hayate ha. Và trong trường hợp này mình sẽ không lên vuốt cho Hayate. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bộ trang bị đầu tiên nha các bạn ơi. Và trên đây là bộ trang bị cơ bản dành cho Hayate các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Và đây là trang bị phổ thông và thường dùng cho tất cả những cái game thủ sử dụng Hayate. Và mình cũng thường sử dụng bộ trang bị này. Điểm lợi của trang bị này là cường hóa được cái sát thương của Hayate, tăng tốc được khoảng tầm hơn 150% tốc đánh nè. Có được khả năng gây chí mạng đến từ thánh kiếm và cái nội tại đánh theo phần trăm máu từ kiếm Fanny, khả năng làm chậm đến từ Ryu Hyuga, cực kỳ là tuyệt vời để khắc chế mọi đội hình, giả sử như đội hình tăng cơ, đội hình đấu sĩ, vân vân. Và một số trường hợp các bạn có thể khắc chế được đội hình xạ thủ luôn các bạn nha. Nhưng với bộ trang bị này thì các bạn gặp một vài điểm yếu, như khi các bạn gặp một số sát thủ của team bạn có khả năng sốc sát thương cao, như là Yuka, Ngộ Không, Batman hoặc là Willen chẳng hạn, Richard cũng chẳng hạn.
Lúc này các bạn sẽ biến tấu cái bộ trang bị đi một xíu. Các bạn có thể giảm cái sát thương chí mạng của mình bằng cách là bỏ cái thánh kiếm đi và các bạn thay vào đó là liềm độc mệnh ha. Và đây là cái bộ trang bị thứ hai mà mình cũng thường được sử dụng. Trừ khi là sát thủ thiên mạng xanh nha, các bạn lưu ý là nếu mà có những cái sát thủ như trong trận đấu này, các bạn có thể thấy hai sát thủ đó chính là Ngộ Không và Jill ha. Jill thì thực sự không đáng sợ khi mà các bạn đứng chung cùng đồng đội của mình thì cái lượng đam nó gây ra nó bị xe hoàn toàn luôn các bạn. Nhưng mà khi các bạn đối đầu với Ngộ Không thì cái sát thương các bạn đứng chung hay đứng riêng gì nó cũng vậy. Cho nên đòi hỏi trong trận đấu này mình muốn tồn tại lâu hơn trong combat thì mình phải lên liềm thôi. Và đó là bộ trang bị thứ hai mà các bạn cần phải có ở trong cái bộ trang bị Hayate của mình ha. Thay thánh kiếm bằng liềm các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Đang có một pha đánh nhau ở khu vực đường đồng. Con xe và con lính đang tràn lên. Cái trụ không còn nhiều máu nữa, chúng ta sẽ tranh thủ đẩy cái trụ này nha. A hút đến từ vị trí của Rack nhưng nó không trúng chúng ta rồi. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể sử dụng cho mình cái bão phi tiêu và tốc biến. Đó là ba mạng mang về chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ là đẹp trong cái pha vừa rồi luôn. Một cái anti tốc biến đã lấy đi ba mạng của đối phương. Ok, vừa rồi là một cái pha nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mãn nhãn đến từ vị trí của Hayate ha. Và cảm giác của mình bây giờ nó vẫn còn lần lần sau cái pha đó các bạn ơi. Ok, và một cái pha anti tốc biến cực kỳ đẹp. Và Liliana cô ta không biết là đi chợ búa ở đâu mới về á, vào cũng ngay vào ngay cái anti của mình và bị chóng ngợp dưới sát thương đó. Không kịp làm gì đã lên bảng điểm số rồi các bạn. Cực kỳ xanh ha, 5-0 rồi các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phong cách lên trang bị mà chủ đề ngày hôm nay mình đề cập tới các bạn nha. Và đây là bộ trang bị thứ ba mà mình tự nghĩ ra cho Hayate. Nhìn thì nó rất là dị đúng không nào, nhưng mà tác dụng của nó cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi. Mặc dù đây là bộ trang bị mà mình tự nghĩ ra, nhưng mình cảm nhận được sau nhiều lần mình sử dụng bộ trang bị này thì nó cực kỳ là tốt và khắc chế rất là tốt những vị sát thủ phép của team bạn nha. Các bạn hãy sử dụng bộ trang bị này khi mà team bạn có nhiều sát thương phép, giả sử như là Kera, Pen hoặc là Tulen, những vị tướng có khả năng sốc sát thương phép cực kỳ là kinh dị. Bộ trang bị này cho phép chúng ta có thật là nhiều kháng phép, trong khi đó chúng ta vẫn cường hóa được tốc độ đánh và khả năng chí mạng của mình các bạn nha. Và cùng đến với bộ trang bị thứ tư dành cho vị tướng Hayate, trang bị full dam. Khi nào thì các bạn lên bộ trang bị này? Khi mà các bạn phải đối đầu với team bạn là nhiều xạ thủ. Và khi các bạn quá xanh, các bạn cũng có thể lên bộ trang bị này để sốc sát thương nhanh hơn các bạn nha. Và trong cái video gần đây mình cũng lên bộ trang bị này, sát thương nó cực kỳ là kinh dị luôn các bạn ở giai đoạn cuối và giai đoạn giữa game ha. Khi mà các bạn có đầy đủ cái bộ trang bị này rồi thì các bạn không ngán thằng xạ thủ nào cả. Và đó là bốn cách lên trang bị mà mình nghĩ là tốt nhất dành cho vị tướng Hayate. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào, các bạn hãy để lại bên dưới bình luận, anh em mình cùng thảo luận các bạn nha. Và nếu mà các bạn xem tới đây rồi thì các bạn ơi, các bạn giúp hỗ trợ cho mình bằng một nút like, một bình luận bất kỳ, hoặc là các bạn chưa đăng ký kênh, các bạn nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, tránh xa mùa Covid các bạn nha. Cùng quay lại với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Liliana của ta đang không còn nhiều máu nữa. Một pha anti tốc biến đến từ vị trí của Rack nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Và một pha xử lý lỗi đến từ vị trí của xạ thủ các bạn ha. Tham mạng của Liliana đã khiến chúng ta phải tử trận trong pha vừa rồi. Đằng này thì có một pha đánh nhau giữa Khỉ và Quillen. Khỉ làm sao có cửa ăn được Quillen các bạn, bởi vì Quillen rất là xanh rồi. Tỷ số của chúng ta đang là 23-5, trong khi đó Quillen giữ đến 9 mạng. Cực kỳ là xanh ở cái giai đoạn này nha các bạn nha. Khỉ mà bây giờ có farm đi chăng nữa thì nó cũng hơi quá muộn rồi các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có cái liềm rồi, chúng ta sẽ không còn phải sợ khỉ nữa. Và với tình trạng của khỉ hiện tại thì thực sự ra đập chúng ta cũng không vào sát thương mấy đâu. Cho nên không cần phải lo ha. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta lên liềm cho nó an tâm một xíu. Bởi vì còn sát thủ đó, sát thủ Jill. Chúng ta không lên kháng phép thì chúng ta phải lên liềm các bạn ơi. Cùng dọn dẹp và đẩy cao đường lên thôi các bạn. Và đây là thời điểm mà chúng ta có thể đi lẻ, bởi vì cái lượng sát thương, cái lượng đồ của chúng ta nó tương đối là nhiều rồi. Chúng ta không còn sợ khỉ nữa, cho nên chúng ta có thể tự tin và mạnh dạn đi lẻ trong những cái pha như thế này đây các bạn nha. Con lính và con xe đang tràn vào. Và đây là thời điểm mà chúng ta có thể dễ dàng lấy được cái trụ. Jill xuất hiện nhanh chóng xóa sổ đi đàn lính. Chúng ta không dám vào bởi vì chúng ta luôn phải giữ một khoảng cách, lượng máu chúng ta không nhiều. Một pha bọc khẩu lao vào đến từ vị trí của Quillen. Phong ba của Jill nhưng không hề có sát thương. Đằng này thì Ngộ Không cũng lao vào gặp đưa mình gậy như ý. Quillen vẫn còn đó nhưng hai sát thủ của team bạn đã ra đi. Đằng này thì Rack không còn đường về rồi các bạn ơi. Quillen bọc hậu và kết liễu được Violet. Double kill mang về cho Kaihi. Chúng ta không ăn được cái mạng nào trong cái pha vừa rồi. Và câu chuyện của ngày hôm nay chắc có lẽ là kết thúc tại đây rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.
nhớ là tặng cho mình một nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.